đều một lòng quyết chiến, khoanh vùng cách ly ngăn chặn bước tiến. Chiến dịch này cần lắm sự yêu thương, đoàn kết bên nhau vững chí kiên cường. Ta quyết chiến và ta quyết thắng. Khắp chốn mọi nơi thành thị thôn làng cùng nhau chống dịch muôn vàn hiểm nguy. Công dân chẳng sợ những phòng cố vi, bán đi đường đi khắp nơi gian khó khoảng gì. Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955 và 27 tháng 2 năm 2020, dịp để tri ân tôn vinh những cán bộ bác sĩ ngành y Việt Nam. Dịp kỷ niệm năm nay đặc biệt hơn nữa bởi những bác sĩ chiến sĩ đang trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Thời gian này, những người làm âm nhạc cũng góp sức mình bằng những tác phẩm về đề tài phòng chống dịch COVID-19 và tôn vinh những cán bộ bác sĩ ngành y Việt Nam. Âm nhạc với cuộc sống hôm nay giới thiệu tới quý thính giả tác phẩm mới của soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam, bài ca chống giặc dịch nCoV theo điệu Sẩm Xoan cũng như những tình cảm của anh với ngành y. Cả đất nước đang sang thế trận, diệt dịch nCoV như diệt giặc ngoài sông, từ chính quyền cho đến người dân, già trẻ gái trai đều một lòng quyết chiến, khoanh vùng cách ly ngăn chặn bước tiến. Chiến dịch này cần lắm sự yêu thương, đoàn kết bên nhau vững chí kiên cường. Ta quyết chiến và ta quyết thắng. Khắp chốn mọi nơi thành thị thôn làng cùng nhau chống dịch muôn vàn hiểm nguy. Công dân chẳng sợ những phòng cố vi, bán đi đường đi khắp nơi xa. Thank you.
Vâng, chúng ta vừa nghe bài ca chống giặc dịch nCoV của soạn giả Mai Văn Lạng do top nữ nhà hát chèo Hải Dương trình bày. Và bây giờ ngồi trước mặt Xuân Kỳ trong studio của VOV, một đồng nghiệp tiền bối của Xuân Kỳ, nhà báo Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước hết xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe cũng như gửi lời cảm ơn tới nhà báo Mai Văn Lạng đã tham dự chương trình. Xin chào quý vị thính giả, chào nhà báo Xuân Kỳ. Nhà báo Mai Văn Lạng có thể chia sẻ những kiến thức và cái sự hiểu biết của mình với dịch COVID-19 không ạ? Vâng, phải nói là đây là một cái dịch hết sức nguy hiểm. Được xuất phát cuối năm 2019 tại Vũ Hán của Hồ Bắc Trung Quốc. Đây là một loại dịch cúm. Con virus này nó rất là oái oăm ở chỗ là nó có thể truyền đến F3, F4, tức là người này lây xong đến người kia, sang người kia lây sang người kia nữa. Và cái nguy hiểm nữa của con virus này là nó ủ bệnh đến 14 ngày. Tức là nếu tôi với Kỳ mà có bị nhiễm cũng không ai biết. Tức là 14 ngày sau phát hiện, thì trong 14 ngày đấy chúng ta đã tiếp xúc với bao nhiêu người và biết bao nhiêu cái người có thể lây nhiễm từ những người bị bệnh. Cho nên là nó sẽ nâng cấp số nhân thì nguy hiểm vô cùng. Đây là thứ nhất. Thứ hai là đã có hàng nghìn người chết do cái dịch này. Như vậy thì cái việc gọi là lây nhiễm mới vô cùng là nguy hiểm, và không phải ngẫu nhiên mà WHO đã phải nâng dịch này mức báo động toàn thế giới. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Chính phủ, rồi là Chủ tịch nước, rồi là Đảng chúng ta đã có một cái hành động mang tính quốc gia, tức là tất cả toàn dân, toàn diện huy động tất cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là huy động các y bác sĩ cả nước cùng phòng chống dịch. Có thể nói là ở góc độ là một người làm công tác tuyên truyền, cũng là ở góc độ là nghệ sĩ, thì nhà báo Mai Văn Lạng đã hoàn thành rất xuất sắc cái nhiệm vụ của mình, bởi vì ngay sau đó thì anh đã cho ra đời bài ca chống giặc dịch nCoV. Tác phẩm ra đời như thế nào, trong hoàn cảnh thế nào, trong cái ý tưởng nào, cảm xúc nào? Vâng, thưa anh Xuân Kỳ, thưa quý vị thính giả, tôi cũng là một người cha và có hai người con đang đi học. Các cháu đã phải nghỉ Tết từ một tháng nay. Thế và tất cả các cái công việc của rất rất nhiều người xung quanh tôi bị đình trệ bởi cái việc phòng chống dịch, và cả nói luôn là cả đất nước từ già đến trẻ đều chống dịch một cách quyết liệt, chúng ta có thể hình dung như vậy, đặc biệt đội ngũ y bác sĩ. Thế và tôi rất xúc động, có thể rơi nước mắt khi mà chính VOV mình miêu tả một cái cảnh, một cái chuyện là các bác sĩ ở bệnh viện vệ sinh dịch tễ làm việc suốt ngày đêm, có thể nói là 24/24 để cố gắng tìm ra được cái giải mã gen của cái con virus này để mà có thể phát hiện bệnh nhanh hơn, và thậm chí là nếu có thể thì tìm ra phương thuốc điều trị cái tốt nhất. Và hiện nay Việt Nam mình có 16 trường hợp bị thì đã điều trị rất ổn định, thậm chí có những bệnh nhân là có tiền sử bệnh. Và như ở bên nước ngoài thì có thể không sống sót được, nhưng mà ở Việt Nam mình đã cứu chữa được. Thì đấy là một điều vô cùng là xúc động. Thế và một điều xúc động nữa là rất rất nhiều các văn nghệ sĩ không được đi diễn, không được, nhưng tất cả đều đồng lòng, nhưng mọi người đều vui vẻ và nói rằng là cái phòng chống như thế là quyết liệt, việc làm của Đảng, Nhà nước và của Chính phủ như thế là đúng và rất sự ủng hộ. Thì chính vì thế mà tôi đã xúc động và tôi viết cả đất nước đang răng thế trận. Tôi rất thích cái ý của Thủ tướng là gì? Chống dịch như chống giặc. Cho nên tôi viết là cả đất nước đang răng thế trận, diệt dịch nCoV như diệt giặc ngoại xâm. Và từ chính quyền cho đến mọi người dân, già, trẻ, gái, trai đều một lòng quyết chiến. Khoanh vùng, cách ly, chặn, ngăn bước tiến. Chiến dịch này cần lắm sự thương yêu, anh chị ạ. Tôi rất thích đi đấy. Là vì sao? Nếu không có sự thương yêu, không yêu con trẻ thì không yêu người già, không yêu đất nước, không yêu quê hương thì không thể nào mà cứu chữa, không thể nào mà ngăn chặn được cái dịch, anh ạ. Từ cái đó, và có một ý nữa rất vui đó. Tức là khi tôi bắt đầu viết, lúc đầu là gọi con virus này là corona chủng mới, về sau là gọi là nCoV,
Và cuối cùng thì WHO nói là COVID-19. Nhưng mà thực sự mà cũng vui, thưa quý vị thính giả, là quý vị thính giả cũng biết đấy, tức là để mà hát chữ COVID-19 thì rất khó hát. Cho nên là thôi, tôi xin phép là tôi vẫn dùng mà chữ nCoV này thì vừa dễ hát mà mọi người cũng vẫn hiểu. Nó là đang nói về con virus ở Vũ Hán, xuất phát từ Vũ Hán. Đấy có phải cũng là cái lý do để anh chọn làn điệu Sầm Xoan không ạ? Hay còn lý do nào khác khi mà anh lựa chọn làn điệu Sầm Xoan để đặt lời? Vâng, Sầm Xoan, thưa quý vị các bạn, là Sầm Xoan là một làn điệu rất là vui, rất là dồn dập, nhanh bước chân. Thì vở chèo hay những cái bài hát chèo nào mà rộn ràng thì người ta thường dùng những làn điệu vui tươi như Hề Mồi, như là Vỡ Nước, như là Sầm Xoan. Nhưng mà Hề Mồi, Vỡ Nước thì lại rất khó hát, chỉ có người yêu chèo mới có thể hát được, biết chèo mới có thể hát được. Nhưng riêng Sầm Xoan này rất dễ hát. Ta 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 ta. Đấy, nó rất dễ hát vậy. Cho nên là khi mà Mai Văn Lạng viết thì mình nghĩ rằng là cổ động, cho nên là viết thời hiệu Sầm Xoan anh ạ. Giống như là trước đây thì Mai Văn Lạng cũng đã viết một cái bài thời hiệu Sầm Xoan, bài về bóng đá, và cũng được hàng vạn người hát và cùng cổ vũ. Đấy là cái vì sao mà tôi lại chọn điệu Sầm Xoan. Thưa nhà báo Mai Văn Lạng, là khi mà bài hát này được nhà báo Mai Văn Lạng giới thiệu tới đông đảo công chúng yêu nhạc, đặc biệt những người yêu chèo trên toàn quốc, thì anh nhận được những cái phản hồi như thế nào? Thưa quý vị thính giả, là Mai Văn Lạng rất xúc động và rất vui. Ngay sau khi mà Mai Văn Lạng đăng lên trong vòng một tiếng thôi thì đã có 4-5 người là đã tìm nhạc, cắt nhạc, ghép nhạc để làm karaoke đăng mạng ra trên mạng. Và sau 3 tiếng sau thì cháu Lê Vinh, 11 tuổi, con của nghệ sĩ Lê Anh Khoa của nhà trèo Thái Bình, đã lên sóng trực tiếp hát. Và phải nói là cái tiết mục này của cháu đã được một cái kỷ lục trong cái Facebook của Mai Văn Lạng, tức là đến 250.000 lượt view, 5.000 lượt chia sẻ và hàng vạn like, và rất rất nhiều người nói rằng là tuyệt vời, bởi vì là bài ca thì không chống được dịch vì khác, nhưng đã làm cho những người, cho lòng người xốn sang và chúng tôi quyết tâm chống dịch hơn. Đó, thế rồi là sau đó thì tốp nữ nhà trèo Hải Dương đã thể hiện một cách rất là hay, như là quý vị các bạn vừa thưởng thức. Thế rồi là còn hàng trăm thính giả, khán giả ở khắp mọi miền nữa đang hát, đã hát và sẽ hát theo thì bài ca chống dịch nCoV này. Như vậy là chúng ta có thể thấy là mặc dù là không phải là liều thuốc để chữa bệnh, nhưng mà ít nhất ra thì là tác phẩm của soạn giả Mai Văn Lạng cũng đã giúp cho rất là nhiều nghìn người có những ý thức về việc bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch COVID-19, đúng không ạ? Thưa nhà báo Mai Văn Lạng, là cái thông điệp của anh với dịch COVID-19 nó như thế nào? Một cái thông điệp rất là ngắn gọn thôi, là chúng ta không sợ, nhưng mà chúng ta cũng không chủ quan. Ai cũng có thể bị, nhưng giả sử có bị cũng không phải lo, bởi vì đất nước chúng ta, nhân dân chúng ta và đặc biệt đội ngũ y bác sĩ chúng ta cực kỳ là giỏi về chuyên môn và hết sức tận tâm tận tình có thể là cứu chữa được, nên chúng ta không lấy đó làm lo quá, hoảng quá, mà chúng ta phòng chống bằng mọi cách. Nhưng giả sử rủi ro mà có bị thì chúng ta cũng không phải lo lắng nhiều. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, nhà báo Mai Văn Lạng, bên cạnh tác phẩm bài ca chống giặc dịch nCoV vừa rồi thì anh còn có những cái tình cảm, sự quan tâm của mình gửi gắm tới những cán bộ bác sĩ tại ngành y bằng một cái tác phẩm đã có từ cái thời gian trước đó. Trước khi chúng ta tiếp tục trò chuyện với nhà báo Mai Văn Lạng, mời quý vị và các bạn cùng nghe tác phẩm này, Sáng Ngời, hai chữ lương y đặt lời mới theo điệu Sóc Qua Cầu, do nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh trình bày. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cùng hát đi mừng
con ghi nhớ thầy thuốc như mẹ hiền. Quay trở lại với chương trình, trong bài này Sáng Ngời Hai Chữ Lương Y, câu hát nào khiến anh ấn tượng nhất? Vâng, ấn tượng nhất với tôi đó cũng chính là cái đầu đề của bài hát Sáng Ngời Hai Chữ Lương Y anh kia. Vâng, ở đây không có từ sáo rỗng mà đúng là sáng ngời thật. Ở trong muôn đời này thì chỉ có mấy người được gọi thầy thôi, thầy thuốc, thầy giáo, đúng không ạ? Thì khi nhân dân đã tôn vinh, coi cái người thầy thuốc, người bác sĩ như là bậc cha mẹ mình, và quý vị cũng như anh Kỳ có thể hiểu rằng là cái người thầy thì đáng quý, đáng trân trọng ở xã hội như thế nào, đặc biệt là những thầy thuốc mà đã cứu chữa một cách nhiệt tâm nhiệt tình và mang lại sự sống cho người ta, thì người ta thậm chí còn có người còn sống Tết chết dỗ anh. Đấy, rất nhiều cái câu chuyện thế rồi. Đã. Vậy thì cái chữ sáng ngời hay chữ lương nghi nó nói đến tất cả. Đã. Bài này thì cũng là theo một làn điệu chèo, bài ca chống giặc dịch nCoV cũng chèo, lý do mà anh lựa chọn? Có thể nói là với người dân Việt Nam nói chung thì chèo là một môn phổ biến. Thế và hai cái làn điệu Sắp Qua Cầu và Sầm Xoan là hai làn điệu rất dễ hát, dễ thuộc và dễ nghe. Sắp Qua Cầu thì rất đơn giản thôi. Ta 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 rất dễ dàng, cho nên là khi mà hát thì giả sử như những người đó không biết chèo thì cũng có thể rất dễ thấm, cũng có thể dễ nghe, dễ lọt tai anh kìa, chứ không đến nỗi nó khó như một số các làn điệu dân ca khác. Đương nhiên là mỗi làn điệu dân ca nó có một cái giá trị riêng, nó giá trị ở hoàn cảnh riêng, ở cái vị trí riêng, nhưng với những làn điệu chèo thì tôi tính phổ quát là cao hơn ạ. Viết về đề tài bác sĩ này, xong là lựa chọn làn điệu này, nhà báo Mai Văn Lạng có thể chia sẻ cái quá trình sáng tạo đấy cho thính giả được biết không? Bởi vì là theo cảm nhận của tôi thì nó rất là khó, phải chọn được cái lời hay, lời ý nghĩa, lại dễ nhớ, dễ hát, dễ hiểu, xong lại làm sao cho nó đúng với cả câu nhạc, đúng với cả cái giai điệu của nó. Anh có thể chia sẻ cái quá trình này không ạ? Vâng, câu chuyện bếp núc thì anh Kỳ cũng đã hiểu đấy. Tức là chọn được cái ý mới rồi, tức là ví dụ như tôi chọn được cái ý là sáng ngời chữ lương nghi rồi, thế thì việc thứ hai là phải làm thế nào tìm được cái loại hình nào đã, chèo cải lương quan họ loại hình đã. Thế tìm được loại hình là chèo rồi thì bây giờ trong hàng trăm làn điệu chèo ấy, chọn làn điệu chèo nào để mà nó hợp với cái ý của mình. Thế chọn được làn điệu chèo rồi thì lại phải là cái phần điệu nó ở đâu, đúng không ạ? Ví dụ như là cái bài rực rực nCoV chẳng hạn nhé, gian khó quản gì bác sĩ lương nghi, khắp nơi thường có quản gì này, xung phong ra trận quyết vì nhân dân, tức là bản thân chữ y ý vì ấy nó phải phần với nhau. Tôi chưa nói là một cái bài ca chống dịch như này, nếu như mà tôi mà phổ một cách các khẩu hiệu ra thì nó cũng không ai trách tôi được, là vì là đây đang là bài ca chống dịch mà. Thế nhưng mà tôi cố gắng văn học nhất, ý nhất đấy. Ví dụ như là khẩu trang nước tẩy ta dùng thường xuyên, cái câu này thì có vẻ là khẩu hiệu, nhưng mà lại vẫn phải là tọ hợp nơi đông ta không màng, tức là không màng mới lại rồi là cái vần ấy nó phải níu với nhau. Và quan trọng nhất nữa thưa quý vị là chúng tôi chọn lời mới là phải đúng lòng bản anh kia ạ. Nếu chỉ cần sai một dấu, sắc sang huyền, huyền sang ngòi, hỏi sang ngã là không hát được rồi.
cho nên buộc vào lòng là bản thân Mai Văn Lạng phải thuộc lòng làn điệu, có thể hát còn thô còn vụng còn chưa hay, nhưng buộc phải lòng phải thuộc làn điệu, thuộc làn điệu thì mới có thể viết một cách nhanh và viết một cách dễ hát được các tiết mục của mình. Và trong thời gian tới thì nhà báo Mai Văn Lạng còn có ý định là viết tiếp một bài nào đó cho ngành y nữa không ạ? Dạ vâng, như tôi vừa chia sẻ đấy, tôi cũng là một con người và tôi cũng có một gia đình, có tất cả mối quan hệ người thân, và ai trong gia đình chúng tôi nói trộm vía cũng có lúc phải được về nữ bác sĩ, đấy là thứ nhất. Thứ hai là bản thân tôi nhìn thấy nhiều tấm gương bác sĩ, thầy thuốc. Bây giờ như dịch vừa rồi Vũ Hán anh Kỳ biết đấy, hàng nghìn bác sĩ, y sĩ, rồi là các người làm trong y tế, mặc dù biết rằng là rất nguy hiểm nhưng vẫn xung phong đến tâm dịch để mà cứu chữa cho bệnh nhân. Và biết bao nhiêu tấm gương như thế thì trong lòng tôi lúc nào cũng xốn xang, cũng muốn một cái gì đó viết sâu hơn, viết dài hơn và viết hay hơn. Đương nhiên là sức lực và trí tuệ cũng như là cái tài năng thì có hạn, nhưng mà cái tâm mình thì rất muốn viết hơn nữa. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ viết hơn nữa, thậm chí là không chỉ là một hát chèo đâu, có thể một vở chèo, các cảnh chèo hoặc một sân khấu nào đó về ngành y, bởi vì những tấm gương của những người thầy thuốc luôn luôn làm tôi xúc động. Đây có thể hiểu là những cái lời tri ân của nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng đối với các cán bộ bác sĩ đang làm trong ngành y, và đặc biệt là đúng với cái dịp kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam ạ. Vâng ạ, nhân dịp ngày 27 tháng 2, 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi xin được gửi lời tri ân một cách sâu sắc nhất tới các thầy thuốc, bác sĩ, y sĩ, cán bộ công nhân viên của ngành y, một lời cảm ơn trân trọng nhất và lời chúc tốt đẹp nhất. Rất mong các thầy thuốc, bác sĩ đem hết tâm huyết, đem hết tài năng của mình để cứu chữa cho bệnh nhân. Và nếu được mong ước thì tôi mong ước rất vui là các bác sĩ thầy thuốc đã thất nghiệp. Vâng, một lời tri ân cũng rất là cảm xúc, rất ý nghĩa và cũng rất là dí dỏm của nhà báo Mai Văn Lạng. Xin cảm ơn nhà báo Mai Văn Lạng đã tham dự chương trình, và chắc chắn rồi một lần nữa mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe bài ca chống giặc dịch nCoV đặt lời mới theo điệu Sẩm Soang do tốp nữ nhà hát chèo Hải Dương trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
vị và các bạn thân mến, cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe bản thân là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.